tướng như này tôi nghĩ Lemon đang muốn đánh con Red Tông một lần nữa. Rồi và vẫn còn bây giờ còn Zui, Senna. Lộ con nào cho đối phương thì cũng ghê. Và đang phải toan tính Phenol đang sợ con gì rồi, thả cả hai luôn. Đó là quyết định đến từ bên Phenol và họ quyết định cấm đi, đó là Shen ở trong cái lượt cấm của mình. Đúng như vậy. Bên phía bên kia thì không cấm đi Zoe, ngay lập tức thì Wuhu chọn cho mình là Zoe. Họ muốn thử sức rằng là cái vị tướng này, cho dù bị nớp đi, nó vẫn là một vị tướng khá nguy hiểm. Hôm qua thì cũng có một trận đấu mà Zoe được xuất hiện, nhưng mà đó một trận đấu thua. Sức sát thương của Zoe theo cá nhân tôi đánh giá, nó vẫn đang rất là khủng khiếp. Và nó vẫn là một vị tướng tốt để bạn có thể chơi được. Đó là Zoe trong đội hình, thứ nhất là trong một trận thi đấu mà Team Flash sử dụng ở ván đấu thứ 3 khi mà Hin được vào sân. Còn ở trong cái ván đấu cũng là thứ hai ở trong ngày thi đấu hôm qua thì tôi đang chợt quên Rhythm trong đội hình của Rhythm. Thì mặc dù là đặc biệt là ở trong cái trận thi đấu của Team Flash ấy, mặc dù Team Flash để thua nhưng mà rõ ràng là sức mạnh của Zui thì vẫn được thể hiện ở trong trận thi đấu đó. Với Hin anh ta vẫn có thể có được những cái tình huống ăn được khá nhiều điểm hạ gục với lượng sát thương là vượt trội của con bài này. Chỉ có toàn bộ đội hình của Team Flash thì đã khá là thua thiệt về mặt di chuyển cũng như là lối vận hành. Nên Zui để thua thôi, nhưng anh ta vẫn thua trong một cái thế trận mà Zui vẫn có thể phát huy được tác dụng về mặt gây sát thương. Đây rồi, cái sự mới lạ gì đó thì nó không phải đến từ bên phía của Phenol mà đang muốn thử sức đến từ Hu Gaming. Vừa nãy tôi đang nói là Hu Gaming là một đội tuyển đánh rất là kiểu kỷ luật và kỷ cương. Thì ngay ở ván đấu thứ hai này hình như họ đang muốn thử sức hay là đang muốn thử bài một chút gì đó. Đúng như vậy. Và Zoe cùng với Ragaz và thêm vào đó là Riven. Đây rồi, đây là cái bộ combo mà tôi nghĩ đánh rất là hợp tướng với nhau ấy. Tức là bạn cái cách phối hợp rất là dễ nha, các bạn mừng tượng. Một cái bong bóng ngủ tung ra ở một vị trí tầm xa chính xác mục tiêu nào đó. Ragaz chỉ việc tung chiêu cuối hất ngược người đó về phía đội hình của họ. Sau đó người đó sẽ tiếp tục bị làm choáng bởi Riven. Và gần như là 100% nằm xuống rồi. Cái chuỗi combo đó không ai sống sót được cả. Còn ngược trở lại, đội hình của Phenol thì sao? Họ đây có cho mình là JC, rồi có cho mình là Nautilus và Wukong. Tức là Nautilus cùng với Wukong tôi đang hiểu được nha. Đúng. Cái sự phối hợp của hai vị tướng này là có. Đội hình này sẽ cực đẹp nếu như có Zik. Và Zik thì lại cũng thật tuyệt vời khi đang không nằm trên mảng cấm. Mà bên phía Wugaming đang muốn hướng tới những lượt cấm vào những chất tướng đường đơn của bên phía đối phương. Và cả Phenol cũng vậy. Thì hãy cùng chờ xem lượt cấm cuối cùng bên phía của Wugaming có cấm đi con bài Zik trong đội hình của đối phương hay không. Và kể cả như nếu có bị cấm đi Zik thì Venno hãy nên đưa Lắc vào để thay thế cho vị tướng đó. Tại vì với hai hiệu ứng khống chế của cả Nautilus cũng như là ngộ không rồi thì cũng không quá khó để một cái cầu vòng tối thượng nó gây ra sát thương tầm xa. Rồi lượt cấm của hai đội cũng đã hoàn thiện xong. Lucian, Drayton cấm đi. Trong khi đó Wu Gaming họ đang cấm đi cho mình là Zac cùng với lại Z của đối phương. Cho chơi. Cái gì đấy? Cho chơi nhưng không chơi. Thật sự là một đội tham gia vào trong những cái giải đấu đỉnh cao nhất của tốc chiến không phải nhỉ. Họ đổi rồi, họ quyết định chuyển sang một con tướng khác. Đó sẽ là con quen. Còn tôi thì bắt đầu nhìn xem huấn luyện viên của Phenol là ai. Anh ta có tại sao lại không biết giết vào lúc này. Tại anh ta có thực sự là có tiếng nói ở trong đội hình hay không. Rồi, huấn luyện viên của Phenol là Ribenga. Ribenga tôi không biết nhiều về anh chàng này. Một người Philippines sinh năm 92. Tuổi đời hơn phần lớn các thành viên còn lại bên phía đội hình của Phenol đấy chứ, thậm chí là còn hơn đến cả chục tuổi, nhưng anh ta lại không lựa chọn. Rồi bên phía của Hu chấp nhận cho chơi đến cùng, nhưng mà tầm này có quen rồi, ở quen đi vị trí nào đây, quen đường trên, ngộ không đi rừng thì vẫn có cơ hội chọn Zik được ở lượt cuối cùng dành cho Phenol. Còn nếu họ không chọn nữa thì không chọn luôn, từ chối mọi lời mời chạm vào con Zik luôn. Kiểu như là Trebo sợ con tướng này, ông xin lỗi các bạn, Dani sợ con tướng này làm đau tay ta. Ta chọn chơi một con khác, đó sẽ là con Varus. Con Varus okay. Ở trong Varus thì lại không phải là một vị tướng. Tức là Varus thì vẫn có một sải tay xa, nhưng mà để mà gây được đam thì cũng phải dướn dướn lên một tí để căng cung xong rồi tỉa tỉa. Thì đó cũng là một cái khoảng cách mà đủ để cho anh ta ăn được cái bóng ngủ vào đầu. Đó, chứ không phải là kiểu an toàn được như Zik. Đấy, ném từ xa nó nảy ra là có thể giữ được vị trí an toàn cho mình rồi. Thì chắc chắn là dự đoán của tôi khi mà cái đoạn mà Danny được swap ra đường giữa, Spark cũng được swap ra đường giữa để control mid, thì những cú bóng ngủ sẽ rất dễ dàng tìm đến vị trí của Danny với con bài Varus này. Khó ha.
Nếu mình cứ đánh như thế này thì tôi không biết là Fnatic sẽ đi về đâu ở trong giải đấu này nữa. Nhưng mà đó ít ra nó một cái điều an ủi nha tôi, tức là sẽ có một đội đứng cuối bảng xếp hạng AFC và đó không phải là một đội Việt Nam. Chưa chắc. Tôi chắc chắn các bạn luôn. Tôi đây chắc chắn các bạn khi nhìn vào cái cách mà Fnatic đánh như này không thể nào mà Team Flash hay là Cerberus có thể thua được cái đội này cả. Cerberus Không có một cái lý do nào cả. Team Flash thì tôi cũng chưa chắc lắm. Tại vì chúng ta cần một cuộc thư hùng thực sự của những Thì anh nói với tôi rồi bây giờ Team Flash Phenom mà là cuộc thư hùng á, đại. không Khó đoán lắm trận anh ạ. đấu nó phải là một chiều anh Phong ạ. Không, nó vẫn là khó đoán đấy, theo dự đoán của tôi, nhưng mà tôi cũng phải chờ, tại vì còn thêm một khoảng thời gian dài nữa thì chúng ta mới đến được với trận đấy cơ. Đến lúc đó thì có thể là có những cái sự thay đổi về mặt nhân sự đến từ cả hai rồi. Còn thì bên phía Hu Gaming có một đội hình là rất đẹp, không cần phải bàn cãi nhiều về đội hình này. Họ có nhiều đam, chắc chắn là nhiều đam rồi, nhìn thấy Zui, Riven rồi Gragas rồi Corki, thậm chí là cả Garen, vị trí nào của họ cũng có thể gây đam được. Còn về sự khó chịu thì không phải bàn luôn. Đấy, bóng ngủ rồi lăn thùng rượu lăn bụng, thùng rượu nổ kinh lực các thứ. Chắc chắn là đội hình Hu Gaming rất kín kẽ ở trong cái thế trận này rồi. Đâu đó chúng ta chỉ hơi gai gai về cái con dích trong đội hình của Fnatic họ không lựa chọn mà thôi. Bây giờ thì khoan đường dưới Ấy à. Spark đang hơi nguy hiểm một chút nha. Rồi thì có một pha trao đổi có vẻ như không lời máu lắm nhưng cho Spark rõ ràng cấp độ 1 thì bạn không thể nào mà trao đổi lời được khi cầm Zoe đi với lại Varus cả, nên hạn chế những tình huống như vậy không được giữa đi sao. Akker trong những trận đấu trước đó thì hoàn toàn không để lại bất kỳ một ấn tượng gì nó thực sự là sâu sắc trong tâm trí của tôi cả. Còn khu vực trên thì cha, đây là một kèo mà như tôi đã nói rất là nhiều lần với các bạn vào ngày hôm nay rồi, là một con Garen nó không thể nào thắng được một con quen. Rồi, và hai người chơi đường đường đơn thì cũng đã nhận được sự hỗ trợ của những người chơi support ở trong cái tình huống này. Đặc biệt là trong trận tiến này với Trap thì anh ta cũng đang được sử dụng một chất tướng theo dạng là carry chủ lực ở trong đội hình. Vì vậy việc giữ cho Trap có được một thế trận an toàn sẽ là càng là một cái yêu cầu tiên quyết hơn. Spark đang có một tình huống biến về, anh ta đang hơi nguy hiểm ở đây, anh ta quay ngược trở lại trêu người à. Và có một tình huống nghịch sao, có lẽ là chưa đủ đam, chắc chắn là như vậy rồi mới là cấp độ 3 mà thôi. Nhưng Danny, câu trả lời của anh ta là no. Anh ta chạy bộ đi về mà thôi, còn thậm chí là Đây không đây cả đánh đây đây thường nữa. Quá là một pha thiếu. bắn mà nó hoàn toàn là thiếu tầm ở trong tình huống vừa rồi. Mưa tên tung ra để cấu rìa máu Spark ở một vị trí nguy hiểm, nhưng ngay khi thấy mà August đang phá cái con mắt của anh ta thì Dani thấy mạng sống của mình đang ngàn cân trên slot khu vực trên. Phenol đang cuối cùng cũng đã đưa ra một cái quyết định làm cái gì đó rồi nhưng mà cũng không đem lại bất kỳ một cái hậu quả nào quá lớn dành cho Wuhu cả. Trong khi đó Wuhu cái Chỉ pha cần đồng. này Dani chạy kiểu gì nhờ, Chắc chắn là không chạy được úp rồi. mặt vào tường thậm chí là nhường khả Nhường năng của luôn mình cho mà. Spark luôn. Wow, Rất hay. Đường trên mình thì chơi sao đây? Đường trên thì băng băng trụ trụ á. hai gục hai người, Sao hai lại gục băng được hai trụ? người. Oh yes, đang có một tình huống nó sáng sủa hơn rất nhiều cho Phenol, nhưng câu hỏi đặt ra cho tôi là bây giờ thì Treble có chạy được hay không. Đây Closer đang tiến gần đến cái bụi cỏ mà anh ta đang đi, Treble đang cố gắng. Ôi cầu cổng đến từ Aker mà. Aker thực sự là biết tốt hài anh Phong. Aker trận Ai thi đấu trước chà anh ta 4.000 chà. đam. Trận này thì anh ta chơi một vị tướng khác, tôi nghĩ rằng khả năng gây đam của JC so với Akali thì không, thực ra hai con này đều là hai con bắt buộc phải gây đam lớn anh ạ. Chứ không có con nào gây đam nhiều hơn con nào cả, tại vì cả hai con thì bắt buộc đều phải gây đam lớn thôi. Thế cùng chờ xem cả hai trận được được giao cho những cái con gọi là khả năng gây đam gọi là số 1 ở top chiến rồi thì cùng xem Aker anh ta gây được bao nhiêu đam tổng của cả hai trận. Tôi nghĩ là chắc không quá 10.000 quá. Đây là tình huống băng trụ, một pha băng trụ mà bên phía Wuhu hoàn toàn có thể né được. Đây là tình huống đáp trả của họ không được trên, Rất sát nhanh. tường quá nhiều, tung ra chiêu cuối quạt gió từ August bên phía bên kia dứt điểm bởi Corki. Closer đã có được thêm cho mình một điểm hạ gục nữa trong ván thi đấu này. Chính xác, một tình huống đáp trả là rất nhanh. Nhưng ít nhất thì bên phía của Fnatic cũng đã có được một cái động thái. Thực ra tôi thoát tim là nhiều hơn khi mà nhìn thấy cặp đôi của bên phía Fnatic băng trụ vào đội hình của Hu Gaming ở khu nửa trên của bản đồ. Nhưng hai mạng hạ gục đó tôi nghĩ cũng đã là thành công và họ hài lòng với điều này rồi. Chat rất tự tin sau khi có được hai điểm hạ gục, anh ta đang tiến thẳng lên. Chính xác, anh ta có một điểm và một điểm hỗ trợ. Nhưng thời điểm này để mà cắt vào vị trí của Garen thì là quá đơn giản với con máy quen. 15.400 tiền không hơn bên kia quá nhiều. Ít ra trong ván thi đấu này thì Phenol cũng đã có những cái bước đáp trả nó hợp lý với cái tình huống mà đối phương đánh ở khu vực nửa dưới và đai trụ để bắt Dani, thì họ cũng có một tình huống không được trên ngược trở lại để có được hai điểm hai gục sớm.
Nhưng liệu là Arisen cùng với là cha có tận dụng được cái lợi thế ban đầu này của họ hay không đây? Như đã nói thì ở trong ván đấu trước là cái đội hình của họ đích nó không phải là sai, nhưng mà cách họ đánh họ sai thôi. Đúng. Tức là không ai đi chung với Chas để có thể nuôi con rắc của anh ta và để anh ta thật sự là mạnh để đẩy mid game cả. Trong trận này họ có vẻ đã nhận được cái sai lầm và họ đang làm điều đó, họ đang cố gắng nuôi cho Chas thật là xanh. Vừa rồi cái ván đấu đầu tiên thì cái màn thể hiện của VinFandle khiến cho chúng ta hơi bị tụt mút về cái trận thi đấu này, và đặc biệt là chúng ta cũng thấy rằng họ không có nhiều điểm mạnh ở trong đội hình. Nhưng ở giữa giờ thì cũng đã nói rằng tôi cũng đã có một cái vài trao đổi, đó là biết đâu đó ván đấu thứ hai này sẽ có một kịch bản là Fennel sẽ gỡ hòa thì sao. Thì nếu như Gwen vẫn đang tiếp tục được nuôi như thế này, tôi nghĩ rằng kịch bản đó hoàn toàn có thể xảy ra. Tại vì Gwen có thể cắt vào rất nhiều những vị tướng theo dạng cứng cáp ở phía bên kia, dựa trên những tình huống tạo tiền đề của Ngộ Không cũng như là Nautilus. Còn chưa kể là tiền đề cầu máu đến từ cả Varus cũng như là JC nữa. Cái câu nói của anh Phong vừa mới thốt ra nó đáng sợ hơn cả một bộ phim kinh dị khủng khiếp nhất mà tôi nghe gần đây, một coi gần đây luôn anh Phong, mà thật sự là như vậy luôn á. Với một người chưa ăn trưa như tôi là người ăn trưa khá muộn, vào tầm khoảng 2 giờ chiều, 3 giờ chiều đó tôi mới ăn. Hôm nay tôi chưa ăn trưa, bây giờ nếu đây thôi đến ván 3 thì nó thật sự là cay đắng anh cho tức tư không nhỉ. Trời một ơi, người nó phải nằm, và bây giờ sẽ là băng trụ chặt nên cắt liên tục vào người của Ragas. Oh, tốc biến để bỏ chạy, Mikey bị chim cắn chết. Trong khi đó né được cho mình ba luôn mà. Vừa quay ngược trở lại, không đủ đam. Bắt đối phương về combo, tất cả mọi thứ đến từ Ugaming vẫn là vô cùng chuẩn xác. Và họ kết hợp với nhau một cách rất mượt mà, nghịch sao thành công, nhặt được thêm một lớp lá chắn tự tin hơn dành cho bên phía Spark. August đã có một tình huống chém gió rồi, đã có những động thái chơi nó mạnh bạo hơn dành cho bên phía Ugaming, và họ đã gỡ lại được mạng hạ gục ở trong tình huống vừa rồi. Và lượng tiền cũng đã quay ngược trở về hướng giãn cách dành cho Ugaming. Chà chà, như vậy là con đường nào thì nó cũng phải dẫn về thành pro mà thôi. Đoạn đường nào thì chạy bước trên hoa hồng. Vô Gaming vẫn sẽ chiến thắng Final mà thôi, bởi vì Final cứ đến cái lúc này nè, tôi cảm giác là huấn luyện viên của họ đã dạy họ cách đánh đầu trận là như thế nào. Nhưng mà đến cái lúc mà những cái thời điểm đến mid game á, là sau khi mất đi những cái trụ rồi, thì huấn luyện viên không chỉ bạn được, không chỉ bạn là bạn phải di chuyển như thế nào, làm gì cụ thể cả. Thì lúc đó bên phía Final bị mất phương hướng. Và đây đang là một trong những cái lúc mà họ đang mất phương hướng nè. Vừa rồi thì họ đã có một cái bước gọi là dính bắt rất tốt ở khu vực đường giữa. Nhưng sau ngay sau pha đó thì họ lại trả lại toàn bộ cái lượng tầm nhìn cũng như khả năng kiểm soát xung quanh đường giữa dành cho bên phía đối phương. Đó là cái điểm sai về cái đội hình này. Khi bạn có được lợi thế, bạn phải liên tiếp ép vào cánh và ép vào phần rừng của đối phương, không cho đối phương bất kỳ một điểm thở nào với con Nautilus và con Ngộ Không. Phải dắt theo những sát thương chủ lực đi để có thể gây sát thương và đánh, qua đó để Gwen ở một cái cánh khác. Thứ nhất là dọn lính, và thứ hai là gia tăng thêm lượng tiền và chờ lết. Và cái cánh 4 còn lại đánh thì vẫn mạnh, nhưng bên phía Vandal lại trả lại toàn bộ cái khả năng kiểm soát và trả lại toàn bộ tầm nhìn đến cho đối phương. Nên sức bật đến từ Ugaming vẫn đang là rất mạnh ở trong tình huống đánh trả vừa rồi. Chính xác. Với con Garen đang dần dần mạnh lên rồi, bên phía bên kia đối trọng Garen lúc này nó không hẳn sẽ là Gwen quá nhiều, bởi vì tôi cảm giác nha, khi mà Gwen đã xanh như thế này rồi thì sẽ luôn luôn bắt buộc Gwen phải đi chung với những người đồng đội của mình để tạo ra một cái vị tướng gây đột biến trong những pha giao tranh. Ở hướng ngược lại thì Garen là vị tướng chỉ để lẻ mà thôi, cho nên khi mà Gwen khoan đã, đang là ba người nha, tôi đang thấy ba người chạy bắt con Garen của Lemon và họ không bắt được. Tại sao nên mình vẫn chạy thoát ở trong pha thi đấu này? Đúng, tại sao họ lại chọn một phương pháp khó như thế này nhỉ? Và đang là một thế gọng kìm dành cho Ugaming. Họ đã biết được cái vị trí đứng đến từ bên phía Fennel là ở đâu rồi. Lemon đang đứng giữa đội hình của đối phương và chưa ai phát hiện ra cả, người đi đầu vào đó là Nautilus ngay lập tức lên bảng đếm số. Và đây sẽ là một màn hủy diệt dành cho bên phía Ugaming, đẩy được cả Gwen về. Gwen nằm và không kịp cắt bất kỳ một cái nhát kéo nào cả. Một cái kéo cùn đến từ Gwen. Và anh ta phải lên bảng điểm số và thế trận đã quay ngược trở lại rồi. Một cái kéo hen dỉ, cho dù nó được mài dũa đến tận là 2003 KDA rồi. 2003 thì sao chứ. Vào giao tranh bạn bị stun thẳng vào mặt, một cái bong bóng ngủ bay vào người anh ta, sau đó thêm một cái thùng rượu nổ nữa. Kịch bản đúng y chang như tôi nói. Ở trong giai đoạn biết anh ta nằm xuống ngay lập tức. Và bây giờ thì Aker. Tôi cứ thấy buồn cười nào những pha xử lý của Aker. Nếu mà chạy hướng đó sao ta không chạy thẳng xuống đường dưới ấn B về nhà? Có phải là ta không bước phép hỗ trợ không? Vừa rồi thì nhìn cái tình huống bắt vào vị trí của chat ấy, thì tôi mới nhận thấy một điều, đó là tôi chưa test. Nhưng mà khi mà lặn vào cái xương lam bất bại thì chat sẽ tránh được những chiêu thức tung ra từ ngoài vòng. Nhưng cái bóng ngủ của Spark thì nó sẽ có một cái cơ chế thứ hai là khi nó lặn ra đất
thì không biết là cái lặn ra đất đó nó có tính vào trong cái xương lam bất bại hay không. Và nếu tính thì thực sự đó cũng sẽ là một chiêu thức mà counter rất mạnh vào vị trí của Chad với con mày quen này. Tại vì cái tầm hoạt động của cái bóng ngủ đó nó vừa khớp với cái xương lam bất bại, qua đó thì Chad chắc chắn là sẽ bị trúng nếu như cứ nằm mãi ở trong cái xương lam kiểu vậy. Còn đây là tình huống tấn công rồng, đang ăn rồng không phải là quá nhanh, hất tung hai người tốt, cướp được rồng đến từ chê bò cho tình huống vừa rồi. Phía bên đây là Limon đang có cạn chặn vị trí của Chad. Chad sẽ chuyển lưới kim lần một hụt, anh ta quay đầu trở lại cùng với những người đồng đội. Fendel hài lòng với con rồng được cướp đi trong tình huống đó. Một huống trừng phạt top của Trebo. Vỗ tay cho cái nỗ lực thi đấu của anh ta. Rất khác so với những gì mà đã thể hiện ở trong ván thi đấu trước đó. Nhưng vừa rồi Danny đã có một tình huống xử lý tưởng chừng như là không ai nhìn thấy, nhưng mà tôi nhìn thấy nha. Anh ta bắn chiêu cuối trượt hoàn toàn luôn. Anh ta bắn chiêu cuối vào không khí, đúng nghĩa là vào không khí các bạn à. Rồi, và dấu hiệu thì vẫn còn dành cho bên phía của Fennel sau tình huống vừa rồi, khi mà họ ăn được rồng mà họ chả mất cái gì cả. Tôi tưởng chừng như đó phải là một cái nhịp mà Hu Gaming họ tận dụng con rồng đó để ép tiếp tục giao tranh với đối phương. Khi mà cái tình huống giao tranh con sứ giả trước đó không bị đứng trên, họ làm quá tốt rồi. Có lẽ là thời điểm đó những chiêu cuối quan trọng của Fennel chưa, của Hu Gaming chưa thực sự là hồi đầy đủ thì phải. Cho nên họ chỉ muốn dừng lại ở việc kiểm soát con rồng với đối phương, sau đó rút lui mà thôi. Được thì được, không được thì không sao. Nhưng qua đó chúng ta có thể nhìn thấy cái sức ép và cái áp lực mà Hu Gaming có thể tạo ra ấy, so với một đội tuyển mà đang khá là chênh lệch với họ như thế này này, là chưa phải đủ mạnh. Thì sức mạnh của Hu Gaming cũng đặt ra cho tôi một cái câu hỏi, một cái câu hỏi về sức mạnh của họ. Vì đúng như những cái đội tuyển mà đánh theo dạng kiểu lịch trình hoàn toàn ấy, thì 12, 13 phút là họ đã có thể đánh được đến nhà rồi, và chờ thêm 1, 2 phút là để end game. Nhưng Wigaming vẫn đang giữ được tốc độ diễn ra một cách là vô cùng chậm rãi. Còn đây là chê bò bắt được vào vị trí người chơi đi rừng của đối phương. Thung rượu nổ được tung ra rồi, nhưng vẫn có một cái màn xương được tạo ra. August vẫn đang cố gắng lết đi, anh ta không lết được nữa. Mặc dù đã có xoáy liên tục đến từ Limon cho tình huống này, và đã lấy thành công người chơi đi rừng đến từ bên phía Fennel, dành cho người chơi đi rừng của đối phương, đó là Wigaming. Trận đấu tuyệt vời đó, trận đấu vẫn đang diễn ra với một nhịp độ rất tuyệt vời. Đây đó. Tốc biến lên, ồ không đánh người phía trước, đánh người phía sau. Rất thông minh đến từ Fennel, nhưng không được trên thì sao? Koki đang đẩy trụ thứ hai của họ, họ đang làm những gì mà tôi nói ở trong trận trước một cách triệt để luôn, tức là đi 5 người chung với nhau một cánh, đúng, để tạo ra cánh đầy lẻ, họ làm triệt để luôn các bạn. Và vừa rồi họ cũng đã tung ra rất nhiều chiêu thức chính xác nữa, đó là túc biến móc mỏ neo vào người chơi, tức là họ bỏ qua người chơi chống chịu để bắt vào người chơi chủ lực, đó là vị trí của Rui một cách rất hợp lý. Không phải là quá gọi là vội vàng đến từ bên phía của Fennel để có thể tung ra những tình huống bắt người nó hiệu quả nhất có thể. Và thời điểm này thì lượng tiền nó vẫn đang được nghiêng về bên phía của Hu Gaming. Họ vẫn đang giữ một thế trận là khá du ngủ và chậm rãi. Còn người đang muốn đẩy nhanh nhịp độ trận đấu mới chính là bên phía của Fennel. Khá chưa? Một cái tính từ mà tôi gọi là nó còn hơi ít ở trong cái trường hợp này nha. Rất du ngủ là khác. Một cái trận đấu mà Hu Gaming đang hướng cái lối chơi của mình đến một cái bài đánh gọi là ru ngủ đối phương, ru ngủ khán giả luôn, sao ru cả hai luôn. Chúng ta có thể nhìn vào cái biểu đồ tiền ở thời điểm này đã có bắt đầu cái đỉnh của nó đang ở là khá xa so với Ru Gaming rồi, và đang có những cái động thái trũng xuống và có những động thái muốn san lấp đến từ bên phía của Fennel. Và thực ra là 1.600 tiền ở thời điểm này thì đánh giá là cân, nhưng quan trọng là Hu Gaming ấy, trong cái giai đoạn mà họ đánh theo dạng chậm và du ngủ như thế này này thì hoàn toàn không tham gia giao tranh, đó là Koki. Koki đang có được một cái thế trận farm là hoàn toàn vượt trội, và qua đó thì ở phút thứ 17 Koki phun đồ, lúc đó mới có thể là lúc mà bên phía Hu Gaming mới đánh một cách trực diện. Đây chính là phong cách đánh của họ, tốc độ là khá chậm. Đó có thực sự là một ý kiến hay không đây? Những gì đang làm được thì August đang cố gắng. Sao không dùng bùa xanh? Bây giờ ta nhường cái bùa phụ dành cho Closer. Closer không ăn bùa xanh luôn. Nhường cho Rui. Yeah. Nhường cho Rui. Nhưng thấy Gragas đi vào ăn thì nó mới là vấn đề. Chúng ta khó hiểu lắm. Lĩnh vào ăn đây bây giờ đây này. Closer có vẻ như trận này không muốn chơi game với đồng đội. Anh ta chọn phương hướng khác. Chơi game với lính mà thôi. Một người hướng nội đi thi đấu chuyên nghiệp, đó là Closer. Và bây giờ khi anh ta bắt đầu hòa nhập và tái hòa nhập cộng đồng thì như thế nào đây? Đội hình của Fennel vẫn đang tỏ ra sự rén. Họ đang vẫn chờ những cái động thái đánh một cách nó hiệu quả hơn dành cho đội hình của mình. Đặc biệt ở trong một cái thế mà họ đang thua về khả năng đẩy lính, thì họ cũng sẽ phải đánh nhún nhường một chút và tạo khoảng trống để cho vị trí của, đó là Aker, đẩy lính khu vực đường trên. Aker khi đi chung với những người đồng đội của mình, anh ta hơi tấu hài, và bây giờ anh ta cũng đã có play Closer phía bên kia.
là cũng đánh theo dạng là khá hướng nội. Và qua đó thì cũng đã mang về thêm một trụ nữa dành cho bên phía của Fennel. Nó kéo lượng tiền vừa rồi ở khoảng 2.000, tiếp tục quay ngược trở ở khoảng gần 3.000. Tiếp tục nó được kéo ngược trở về ở ngưỡng 2.000 rồi. Hơi là một cái tính từ mà nó còn rất là nhẹ nhàng đấy. Có thể miêu tả được cái lối chơi của Aker, phải gọi là từ là vua tố hài luôn á. Tôi ngay từ khi mà anh ta chọn Lacet đánh solo, tôi đã cảm thấy là cái độ vui tính của anh ta nó hơi quá đáng rồi. Đây rồi. Khoan đã, đây là tình huống truy bắt một người bên phía bên kia. Đó là vui tính. Đã ứng đồng hồ gương đồng của mình, Aker. Vâng, chàng trai vui tính từ bên phía phần nội làm xuống. Nhưng cái giá phải trả là gì đây? Đang bị giữ chân, rất nhiều người từ bên phía của Hùng không thể nào bảo vệ cho Corky trong đội của họ cả. Đã nằm xuống rồi. Và Mikey đang cố gắng dứt điểm nốt người này. Đó là triple, chứ không đủ đam. Vẫn còn túc biến để bỏ chạy. Chat được một góc cắt rất thoải mái ở trong tình huống vừa rồi, nhưng có vẻ như giao tranh vẫn đang còn tiếp diễn tiếp. Như Aizen đang chờ tung ra một tình huống móc bỏ neo của mình. Tạm thời anh ta đang bị làm ngủ trước đã. Anh ta móc vào tường, cắm câm lặng vào vị trí của Chat. Và Limon cũng đang cố gắng bỏ chạy. Nghịch sao thành công. Aizen mất một lượng máu là khá lớn, nhưng anh ta vẫn có giáp ở trong tình huống này. Chống chịu cũng đang là đủ ổn dành cho Nautilus. Nhưng hai thành viên bên kia thì lại quá lực lưỡng, đó là Garen cũng như là Gragas. Chat lại chọn một cái, anh ta nhầm là mình đang đi rừng hay sao đây, lại là người khởi động con rồng này. Mặc dù Aizen đang là rất đẫm máu rồi, xạ thủ của anh ta thì đang bị tấn công, cắm kiếm là sẽ hạ gục được Danny. Danny tốc biến bỏ chạy, đuổi theo đó vị trí của Mikey. Mikey bị làm ngủ là rất khó chịu, chính xác là đây là bị giữ chân và đã cắt thành công được vị trí của Garen rồi. Con rồng được giữ thành công dành cho bên phía của Chebo. Và Hu Gaming mất đến 3 mạng, 2 mạng hạ gục trong tình huống vừa rồi. Wow. Như vậy là cái lối chơi ru ngủ của họ, nó không chỉ ru ngủ đối phương mà ru ngủ chính bản thân họ luôn. Hu Gaming thất bại trong một tình huống truy bắt Danny. Danny đã chơi quá hay trong pha thi đấu này với pha thả diều của mình. Không tìm được anh ta Mikey, chắc là anh ta phải hối hận suốt ngày hôm nay với những cái tình huống xử lý vừa rồi. Khi mà những cái pha xử lý của ta không có bất kỳ một kill nào nó trúng vào người Varus cả. Nhưng ngay lập tức Baron này được ăn. Chính xác, đây có thể là một pha mà bên phía của Fendo tự hủy. Tại vì thời này mới là cấp thứ 13 thôi. Baron sẽ bắn họ là cực kỳ đau. Nhưng nó bắt được mọi người, đó là Spark. Spark sẽ bị hạ gục. August tiếp cận được hàng Baron. Anh ta có thể cướp được trong tình huống này. Cướp thành công và bỏ chạy. August đã trở thành người hùng và làm cho đội hình Hu Gaming thức tỉnh sau xuyên suốt khoảng thời gian bị ru ngủ vừa rồi. Tuyệt vời. Vô địch. Một tràng pháo tay dành cho August với những gì August vừa mới làm được. Một pha cướp Baron trên cả 10 điểm. Và bây giờ lượng tiền lại một lần nữa nghiêng về dành cho đội Wu Gaming. Một pha đánh rất quả cảm đến từ người chơi khu vực đường rừng. Yes, và chúng ta đã trải qua thời lượng trận đấu 18 phút. Đó là thời lượng trận đấu đã vượt qua ván đấu đầu tiên rồi. Tốc độ vẫn chưa biết ai thắng. Chính xác, thời điểm này thì đâu đó con Baron vừa rồi cũng đã mang lại cái gọi là cái dấu hiệu, gọi là cái hope, cái hy vọng dành cho bên phía của Hu Gaming. Nhưng đổi ngược lại thì Chat, anh ta vẫn đang giữ cho mình một cái thế cắt là cực kỳ tốt ở xuyên suốt khoảng giao tranh vừa rồi. Và vẫn đang hướng đến cho mình những món trang bị cuối cùng để có thể full đồ. Và khi full đồ thì những, thậm chí là cả Garen, những Riven vào thì anh ta cũng có thể cắt một cách rất là dễ dàng và thoải mái thôi. Hãy cùng chờ xem tình huống công trụ này như thế nào đã. Hu Gaming có thể mang về được gì sau tình huống con Baron này đây. Đầu tiên là họ đang muốn tấn công vào trụ đường giữa có sẵn gói hàng đến từ phía Closer. Anh ta chưa tung ra, vẫn đang lấy trụ một cách rất là chậm rãi như cái cách mà họ tiếp cận trận thi đấu này vậy. Chưa ai chạm tay vào cái trụ cả, chỉ có những con lính mà thôi. Và trụ được lấy thành công, lính được tiến vào khu đường giữa, mất gói hàng đến từ Closer rồi. Và August bây giờ bắt đầu mới chém trụ. Chat có thể đánh ngược trở ra, Arisen có thể đánh ngược trở ra, nhưng hình như họ đang muốn đợi cho hết con Baron đã và vẫn đang cố gắng chia nhau dọn lính đến từ bên phía của Fennel. Nghịch sao không chính xác, bộ không lướt ra, bị trả đam. Aker bắn lính, bắn cầu sấm dọn lính không đau. Và con lính vẫn còn để cho bên phía của Hu Gaming có thể set up một tình huống tấn công này. Đang là ép trụ một cách rất khó chịu đến từ bên phía Hu Gaming. Làm ngủ thành công được vị trí của Nautilus rồi. Gỗ không quay ngược trở ra. Thùng rượu nổ rất đẹp, hất văng được hai người. Đẹp. Và Corky vẫn đang giữ được thế bắn. Trong khi đó đường dưới chat đang bị solo tay đôi đến từ bên phía của August. August thực sự đang là người chơi sáng giá nhất trong đội hình của Hu Gaming trong trận thi đấu ngày hôm nay. Chàng trai tháng 8 vẫn đang thi đấu rất đúng với kỳ vọng của chúng ta. Trong khi đó khu đường dưới thì sao? Lần này bay ngược trở ra. Triple rất tự tin, anh ta có chứ mình đã là giáp hồi sinh và hoàn toàn thoải mái trong những lần băng lên như vậy. Wu bây giờ đang về ở một cái thế nó không đủ đẹp và timing cũng không đủ tốt cho họ nha. Bên phía bên kia liệu rằng Fennel có rơi vào cái trạng thái là được ăn cả ngã về không, quyết định ăn luôn cái con rồng ngàn tuổi đây không đây. Wu đang dụ đối phương, Wu đang muốn đối phương tưởng rằng họ đã về rồi và ăn con rồng này. Fennel nhận ra một việc là có thể đối phương chưa về. Đúng. Họ vẫn chưa ăn. Và bây giờ đánh hạt soi sáng, họ biết rằng 100% là đối phương chưa về.
Và đây chính là kinh nghiệm của U Gaming, họ vẫn cử những thành viên cứng cáp nhất cũng như là closer ở lại để có thể giữ được cho mình cái tầm nhìn ở đây, mặc dù chỉ có 3 người mà thôi. Một tình huống hình như là bóng ngủ chính xác thì phải. Và Chebo, anh ta chỉ bỏ lại cho mình một cái chim mồi, móc được vào vị trí của đó là Gragas, ngay lập tức là hóa vàng đến từ Gragas. Sau đó anh ta quay ngược trở lại, tốc biến quay về Mikey tạm thời an toàn. Closer vẫn đang giữ góc để bắn, anh ta không còn quá nhiều máu, nhưng cú nghịch sao của Spark không có mấy đau. Và những hàng chống chịu đến từ bên phía của Vandal. Và để từ cú lăn bụng ngược trở lại đến từ Mikey, chặn bước tiến công của Vandal. Dani được thoải mái bắn ở trong pha giao tranh này, anh ta có được điểm hạ gục. Chebo ở lại ở cho để cho những người đồng đội của mình về, double kill dành cho Spark. Những cú bắn phi tiêu vừa rồi của Dani đó là không chính xác rồi, và nó mất đi một lượng đam là khá lớn. Còn ở đây là những cú quay kiếm nghịch sao lần 3 của Spark, anh ta sẽ có được triple kill và Lemon có thể đuổi theo, nhường lại quad đặc kill dành cho người đồng đội của mình hay không đây. Nghịch sao vẫn là chuẩn xác nốt và có thêm cả tên lửa định hướng để có thể trợ đam nữa. Ngủ thành công và anh ta sẽ có được quad đặc kill dành cho mình, nhưng sẽ hơi mất thời gian một chút tại anh để chờ siêu. Closer sẽ lấy đi cú quad ra này, nhưng không, đó sẽ là quad ra dành cho Spark và sẽ là 2-0 dành cho Hu Gaming. Rất tuyệt vời, rất vô địch. Một pha giao tranh cực kỳ tuyệt vời của Hu Gaming đã cứu rỗi những cái bao tử của tôi vào buổi tối ngày hôm nay. Xin thực sự là cảm ơn của Hu Gaming. Cho đến những giây phút cuối cùng thì họ cũng đã tỉnh ngủ sau những cái tình huống mà đối phương đã có vẻ như chạm vào lòng tự ái của họ. Thì pha giao tranh cuối cùng họ đã làm cực kỳ tốt. Pha vừa rồi là một pha dàn xếp để chặn sát thương bằng Garen rất hiệu quả của người chơi được trên bên phía của Hu Gaming. Và pha đó là pha tỏa sáng của người chơi hỗ trợ cùng với lại Spark nữa. Tuyệt vời. Tình huống lăn bụng ngược trở lại để phản giao tranh ở nhịp 2 rất cùng nhịp với cái nghịch sao mà trước đó Spark vẫn ở phía sau lưng một quăng ngược trở lại vào người đối phương. Hai người bay mộng ngay lập tức sau pha combo đó. À, và đây là August, một chàng trai rất tỉnh và đẹp trai trong đội hình của Hu Gaming. Anh ta đã làm tất cả mọi điều để bốn thành viên còn lại có được cái chiến thắng ở trong một cái thế trận là vô cùng chậm rãi và từ tốn.